Rồi, xin chào tất cả các anh em. Chắc là anh em coi kênh mình cũng nhiều rồi và mình cũng làm rất là nhiều bài rồi. Và mình thấy lưu tới cũng nhiều đó, không biết anh em cần gì nữa. Và hôm nay thì mình thấy mình cũng chụp nhiều. Và mình cũng chán ánh sáng mà bình thường, ví dụ như anh em tấm hình này đi. Đây là ánh sáng tấm hình nó rất là bình thường đúng không? Bây giờ mình muốn chụp cái kiểu ánh sáng lạ một chút và mình chụp theo phong cách cho một phát. Hôm nay mình mới làm tóc như này nè. Hy sinh nó tóc phải vuốt lên như vậy. Đó, anh em thấy không? Tức là hy sinh, mình nhớ trong phim cho một phát thì những nó chạy tóc lui, con ruồi đậu mà không thấy luôn á, tuột luôn anh em ạ. Bây giờ mình bắt buộc làm theo, xin lỗi anh em nha. À, như mình nhớ có gì nữa ta, hình như chiếc nhẫn, trong mấy cái nhẫn coi. Wow, những đẹp vậy anh em ạ, những gì như đặt trên Lazada trong mấy ngàn cái hay sao á. Thôi có mang được anh em nhé, hình như cho một phát bán út hay sao á, mình có những mang được rồi, mình mang đợi cái này nhé. Bây giờ chụp vào tấm coi anh em nha, anh em coi sáng mình chụp vào tấm coi nó như thế nào nhé. Rồi, hình như theo một cách trồng phát còn thiếu xíu anh em ạ. Mình thấy là hình như có phải có vest cơ. Trong ngoài vest không đây? Wow, vest hình như mua ở chợ Tân Bình anh em ạ. À, anh em ở Sài Gòn biết chợ Tân Bình đâu. Hả? Mấy trăm ngàn cái quá rẻ. Thôi, có chụp đợi anh em nha. Mình chỉ chụp theo phong cách chút xíu lạ thôi. Rồi, anh em coi mình chụp vào tấm vest nhé. Wow. Hình như mình chụp OVET mình cảm thấy thiếu cái gì á, hình như có cái nơ nữa cơ. Cho mình cái nơ luôn đi. Wow, đây nữa. Hình như còn thiếu gì anh em à, bộ bài à. Bộ bài lát sau, phần sau anh em coi nhé, bộ bài chắc để phần sau đi. Giờ chụp thử mấy cái này tiếp tục rồi ha. Ha, anh em ha, còn thử ánh sáng cái này đó. Không, có bài này chơi luôn đi, có bài không? Có bài không nhỉ? Có cả. Đây luôn, anh em. Bài mới mua ngoài chợ Cái Viên luôn anh em, 5.000 bộ. Rồi anh em coi mình chụp tiếp vài tấm để coi ánh sáng nhé. Hiện tại thì anh em đã biết ánh sáng mà mình chụp á thì là hiện tại là mình sử dụng. Anh em coi hình đó mình nói để tích xong nha nè. Ông nội ơi, mức lột ông nội ơi. Chưa giờ mình được chứ bạn đó nè. Ôi chưa giờ mới quấn bài. Còn này hơi lạ một chút, anh em có hình có đẹp nữa. Anh em thích đẹp thì anh em comment dưới video cho mình biết. Mình sẽ làm video phần 2 cho anh em hiểu thêm phần ánh sáng như thế nào. Anh em thấy, anh em ủng hộ mình bằng cách là comment và là anh chia sẻ video này cho mọi người biết thêm anh em nhé. Rồi, đến đây. Chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em video sau nhé. Và hy vọng rằng video này sẽ làm cho anh em một ý tưởng anh em nào đó muốn chụp mà khỏi nhàm chán. Bye bye.